Xin chào các bạn, gần đây thì trong cái phân khúc hàng sách tay tầm giá từ 6 cho đến 7 triệu đồng thì mình thấy cái phân khúc này khá là sôi động. Và bây giờ ở trên tay mình đang là hộp của sản phẩm Meizu X8, một cái sản phẩm mà có một mức giá mình nghĩ khá hấp dẫn với cả những cái gì mà bạn sẽ nhận được. Cái sản phẩm này thì nó đang có mức giá là khoảng 6 triệu rưỡi ở Mobile City. Và mình nói luôn là với mức giá 6 triệu rưỡi các bạn sẽ nhận được cái phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, đi kèm với cả con chip Snapdragon 710. Đấy, và những thông tin về cái sản phẩm này thì mình sẽ mở hộp ngay sau đây cho các bạn. Đấy, và để ý thêm một tí nữa là cái sản phẩm này được sản xuất rất là mới vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Đó, ok. Phía mặt hộp này không có gì là lạ cả, chúng ta sẽ chỉ có một cái chữ X8 kèm theo đó ở phía trên có dòng chữ Meizu thôi. Hộp nó khá là đơn giản. Thực ra là mình cũng đã khởi động lên sẵn rồi để vào cái máy trước đã. Ở đây chúng ta sẽ có cái máy này. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM này. Có sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Đấy, và cuối cùng là chúng ta sẽ có thêm một cái củ sạc nữa. Củ sạc này thì có điện áp là 9V 2A, củ sạc nhanh luôn. Rồi, và đó là toàn bộ những phụ kiện đi kèm theo chiếc Meizu X8 này. Bây giờ mình sẽ bỏ qua tất cả những phụ kiện còn bên để nói chi tiết hơn về máy nhé. Quay trở lại với cả cái chiếc điện thoại Meizu X8 ấy, thì cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm này trên tay đó là nó rất là nhẹ luôn. Cái sản phẩm này thì nó chỉ có một cái trọng lượng là 160g thôi. Bình thường với cả những cái sản phẩm ở trong cùng cái phân khúc màn hình lớn như này thì thường là mình cầm nó sẽ rơi vào khoảng 2 lạng cơ. Đấy, nhưng mà cái sản phẩm này chỉ có trọng lượng 160 thì khá là nhẹ rồi. Đấy, mình cầm vào thì cũng cảm thấy nó rất là mỏng, mặc dù là độ mỏng của nó rơi vào khoảng 7-8mm đấy. Đó, và khi mình cầm vào thì lật lại mặt sau các bạn có thể thấy luôn là nó đã để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay rồi. Đấy, cầm vào một tí thôi để lại nhiều mồ hôi dấu vân tay, vì thực ra là bất kỳ những cái sản phẩm nào mà có một cái mặt lưng nó làm bằng kính hay là nhựa bóng thì nó cũng để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay như này. Và tiện thể khi chúng ta quay trở lại mặt lưng ấy thì chúng ta cũng có thể thấy luôn đấy là cái mặt lưng của cái chiếc Meizu X8 này nó khá là giống với cả mặt lưng của các cái thiết bị Nokia. Các bạn thấy không, nó được thiết kế theo một cái trục dọc như này này. Đấy, chúng ta sẽ có một bộ đôi camera kép ở đây. Bộ đôi camera này sẽ có độ phân giải là 12 megapixel và 5 megapixel hỗ trợ xóa phông. Ở trên này chúng ta sẽ có thêm đèn flash kép nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay một chạm và logo Meizu thì nằm ở dưới này. Đấy, ở đây các bạn tưởng tượng nếu mà logo của Meizu ấy nó là thiết kế theo cái kiểu dạng đặt ngang viết như này thì nó sẽ y hệt như là các cái sản phẩm của Nokia luôn. Và cái mặt lưng này thì nó cũng làm bo lại khiến cho các bạn khi mà cầm vào chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm rất là dễ dàng. Đấy rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cả mặt trước của sản phẩm này. Thì các bạn có thể thấy là cái chiếc Meizu X8 này nó cũng được thiết kế theo cái màn hình là tai thỏ. Đấy, gọi là tai thỏ thôi, nhưng mà các bạn nhìn nhá, cái đường nó bo cong xuống này nó rất là ít, gần như là nó bo cong một tí thôi. Chỉ để lại phía trên chúng ta sẽ có camera tự sướng với độ phân giải là 20 megapixel, kèm theo đó là loa thoại và các cảm biến ở bên cạnh nữa. Và cái đường này nó vát xuống rất là ít nên sẽ khiến cho chúng ta nhìn cái cảm giác thị giác nó tốt hơn khá nhiều so với cả những cái màn hình tai thỏ mà nó lõm xuống nhiều. Và các bạn cũng có thể để ý là cái viền màn hình hai bên này của nó này nó làm khá là mỏng. Và nếu mà so với cả các cái sản phẩm ở trong cùng cái phân khúc giá của cái Meizu X8 này thì thậm chí là cái viền dưới này của nó nhé còn mỏng hơn khá nhiều so với cả những cái sản phẩm của Xiaomi. Tất nhiên là cái viền dưới này của nó này thì nó không thể làm mỏng được như là cái viền hai bên này, nhưng mà nếu mà so với cả các sản phẩm của Xiaomi thì đây cũng đã là cái mà Meizu làm khá tốt rồi. Đó, cái màn hình của chúng ta thì cũng sẽ sở hữu một cái kích thước nó rơi vào khoảng 6.2 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, cái tỷ lệ chính xác của nó sẽ là 1080 x 2220 pixel, và cái tỷ lệ màn hình của nó sẽ là 18.5:9. Cái tấm nền màn hình sử dụng ở trên cái giỏ này đó là tấm nền màn hình IPS và cái mật độ điều ảnh cho ra nó rơi vào khoảng gần sấp xỉ 400 ppi. Thì với một cái khoảng cách thông thường như này thì chúng ta sẽ khó nhìn ra cái điểm rỗ ở trên cái màn hình này, và nếu các bạn nhìn vào thì cái màn hình này của nó vô cùng trong trẻo luôn, màn hình của nó nhìn rất là đẹp mắt. Quay trở lại với cả các cạnh của cái sản phẩm Meizu X8 này thì ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay, khay này chỉ chứa 2 nano sim thôi và sản phẩm chúng ta hoàn toàn không hỗ trợ thẻ nhớ. Tuy nhiên là mình nghĩ là với một cái bộ nhớ trong là khoảng 128GB thì chúng ta cũng đã quá thoải mái để cho chúng ta có thể sử dụng rồi, và chúng ta cũng không cần phải có thêm thẻ nhớ làm cái gì cả. Đó, ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Ở phía bên cạnh dưới này thì chúng ta sẽ gồm cổng sạc chuẩn USB Type-C, loa ngoài, kèm theo đó là một cái mic thoại. Mic thoại này thì cũng làm giảm loa ngoài luôn, nhìn cho nó cân xứng hơn. Và hai bên chúng ta sẽ có hai cái vạch anten để cho chúng ta có thể thu phát sóng tốt hơn. Ở phía trên này chúng ta vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5mm nhé. Cái điểm này thì là một cái điểm mà mình rất là thích. Đó, tiếp theo nữa là nếu chúng ta để ý kỹ thì cái phần màn hình này nó làm nhô hơn không quá nhiều so với cả cái phần khung viền này, và đặc biệt nữa là nó lại còn
vát theo cái kiểu vát hơi cong đi, nên là khi mình ra vuốt sang thì cái cảm giác vuốt nó không bị cấn tay, thì cái điều này cũng khiến cho mình cảm thấy thích thú nữa. Và trên cái khung viền của nó thì nó cũng có những đường cắt kim cương rất là mảnh luôn. Và cái khung viền này của nó này thì là khung viền kim loại, và cái màu sơn đen nhám lên cái khung viền kim loại này thì nhìn nó cũng vô cùng là khỏe khoắn. Đấy, nói chung là về mặt thiết kế thì mình nói thật là cái sản phẩm Meizu X8 này là một cái sản phẩm mà có một thiết kế đẹp. Mặc dù là cái mặt lưng của nó khá giống với cả các thiết bị của Nokia, tuy nhiên là với một cái mức độ hoàn thiện tốt cũng như là với một cái cách thiết kế nó mỏng nhẹ như này thì mình thấy là cái sản phẩm này nó đẹp hơn khá nhiều so với cả các sản phẩm Nokia mà mình đã từng sử dụng. Tiếp theo là về mặt hiệu năng thì cái sản phẩm Meizu X8 này cũng sở hữu một cái cấu hình khá là tốt ở trong cái tầm giá, khi mà nó sở hữu mức RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, và con chip đi kèm theo cái sản phẩm này là con chip Snapdragon 710. Với con chip 710 bây giờ thì các bạn có thể chơi được khá tốt rất nhiều tựa game. Viên pin đi kèm theo chiếc Meizu X8 này sẽ là 3210mAh. Mình nghĩ là với một cái mức dung lượng pin như này thì cũng là một cái mức dung lượng pin đủ dùng cho chúng ta thôi. Ngoài ra nữa thì mình cũng sẽ nói thêm cho các bạn một số những cái điểm mà mình thích ở trên cái chiếc Meizu X8 này nhé. Đấy là nó thì có cái cảm biến vân tay một chạm ở phía mặt sau này rồi, thì các bạn cũng biết rồi đấy. Đấy, kèm theo đó là nó sẽ có thêm cái tính năng nhận diện khuôn mặt nữa. Đấy, nhận diện khuôn mặt 2D thôi. Đây, chúng ta mở lên này, rất là nhanh luôn. Đấy, và đặc biệt là mình thích thú ở cái là cái này nó có một những cái thao tác cử chỉ rất là hay. Đây, khi chúng ta đưa vào đây, chúng ta sẽ kiểm tra nhé, xem có những cái thao tác cử chỉ như thế nào nhé. Đấy là ví dụ như là chúng ta sẽ đáp vào tab để mở khóa màn hình này. Đây, các bạn nhìn nhé, gõ hai lần để mở khóa màn hình và nó nhận diện khuôn mặt được luôn nhé. Chúng ta mở ra thế là xong thôi. Hoặc là chúng ta sẽ vuốt lên để mở khóa này, rồi vuốt từ dưới lên này. Đấy, để mở khóa ra và nó cũng mở nhận diện khuôn mặt nhé, các bạn thấy không? Đấy, rồi là rất nhiều những thao tác khác. Đây, ví dụ như là chúng ta có một cái con cung quăng như này này. Các bạn không biết, các bạn nhìn ở trên màn hình các bạn có thấy rõ không? Đấy, mình set up một cái con cung quăng này ở trên này luôn. Đấy, và với con cung quăng này chúng ta có thể làm rất nhiều trò. Ví dụ như chúng ta gõ hai lần vào đây thì nó sẽ tắt màn hình đi. Gõ hai lần ra để mở khóa. Các bạn thấy không? Đấy. Vừa nãy là mình không nhìn mặt vào đây nên là nó mới như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể vuốt sang như này để chuyển trang này. Các bạn nhìn nhá, vuốt này để chuyển trang này. Đấy, vuốt xuống dưới này để vào thanh notification này. Đấy, rồi chúng ta vuốt lên này để vào home này. Đấy, đấy là những tính năng rất là hay ở trên cái sản phẩm này. Và về cái cách sử dụng cái chiếc Meizu X8 này thì nó cũng khá là giống với cả các sản phẩm Meizu ngày xưa thôi. Đấy là chúng ta muốn về home nhá thì chúng ta sẽ ấn mạnh cái nút như này. Đấy, ấn mạnh cái dấu gạch như này. Đấy, chúng ta muốn bách ra thì chúng ta sẽ chạm một lần vào nó thôi. Đấy, ví dụ như mình vào cái battery đi. Đấy, mình muốn bách ra mình ấn chạm nút này. Các bạn thấy không? Đây là bách này, đây là bách này. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn về home thì chúng ta ấn mạnh đây phát là nó sẽ về home. Thế còn về đa nhiệm thì sao? Về đa nhiệm thì chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên là để vào đa nhiệm. Đấy, cũng giống như bao nhiêu cái sản phẩm Meizu khác thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến lại được nhé các bạn nhé. Các bạn vào cho mình cái phần này. Đó, xong rồi các bạn chọn Navigation Bar nhé. Đấy, thì nó sẽ rất nhiều những chế độ cho các bạn tùy chọn. Một là các bạn có thể hiển thị lên ba cái phím điều hướng cơ bản của Android. Đấy là phím home, phím back cũng như là phím đa nhiệm như này. Thứ hai nữa là các bạn có thể sử dụng cái phím mở back giống như vừa nãy đấy mà chúng ta sử dụng đấy. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể sử dụng các cái thao tác vuốt lên. Đây, ví dụ như là chúng ta sẽ vuốt lên như này để mà ra khoảng màn ngoài màn hình home. Đấy, các bạn thấy không? Vuốt lên như này. Đấy, nhưng mà thực ra là mình sử dụng Meizu thì mình không khoái những cái tính năng vuốt lên đây lắm bởi vì là nó không mang cái hồn của Meizu. Đấy, nên chính vì thế nên là mình cứ sử dụng cái em back này thôi. Đấy, để cho nó mang cái hồn của Meizu. Đấy, thì mình thích cái điều này hơn. Hiện tại thì đối với cả cái sản phẩm Meizu X8 này thì bây giờ nó chưa có tiếng Việt. Đấy, tuy nhiên là chắc chắn là trong cái tương lai gần thì Mobile City sẽ up lên tiếng Việt cho cái sản phẩm này rồi. Và với những sản phẩm của Meizu thì mình thấy là up lên tiếng Việt nó rất là dễ dàng hơn khá nhiều so với cả các sản phẩm của Xiaomi. Các bạn chỉ đợi thời gian ngắn thôi. Đấy, và bây giờ chúng ta kiểm tra thêm nhé. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang chạy sẵn phiên bản Android 8.1.0 này. Và bây giờ thì nó cũng sẽ có thêm một cái phần update ở đây nữa. Đấy, nhưng mà mình chưa update lên, nó sẽ có một cái bản update lên Flyme 7.1.7. Đấy. Nói chung Meizu X8 ấy theo mình đánh giá là một sản phẩm khá hoàn thiện khi mà nó có một cái thiết kế rất là nhẹ nhàng và những cái phần viền ở phía trên này của nó này được làm tối hóa rất là tốt. Phần mặt lưng cũng vậy, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhìn nó tương đối là cân đối, đặc biệt là cái khoản hiệu năng của cái sản phẩm này khi mà nó sở hữu RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB, kèm theo đó là con chip Snapdragon 710 và kèm theo rất là nhiều những cái thao tác cử chỉ vuốt chạm hay. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao
về sản phẩm Meizu X8 và với mức giá là khoảng 6 triệu rưỡi thì các bạn có bỏ tiền ra để mua cái sản phẩm này hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.